Xin đây, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với tựa game mới có tên là Chu Chu Chalice. Đây là một tựa game nói về một con tàu. Có lẽ nếu mà mọi người nhìn thumbnail hoặc là mọi người tra cái tên game này lên trên Google thì có thể thấy được rằng là đây là một con tàu quỷ. Chắc mọi người cũng đã từng xem bộ bộ phim hoạt hình nói về những cái con tàu có hình dạng, nó có thể nói chuyện được, có mắt mũi, nói chung có miệng giống như con người vậy. Thì đây là một biến thể khác nhưng mà theo hướng kinh dị hơn. Nên là yêu cầu là các bạn nhỏ nên là không nên xem cái này, nó khá là ám ảnh. Sau khi mà mình xem trailer thì mình mới đột nhiên mình nhận ra rằng là quá là đáng sợ. Và điểm hay của tựa game này ấy, đó là game này có tiếng Việt. Wow, rất là respect luôn, rất là respect người làm ra con game này. Có tiếng Việt. Để mà chỉnh được cái phần tiếng Việt ấy, thì mọi người vào cái phần chữ A và cái gì chữ Hàn gì đó ở đây nè. Thì mọi người sẽ thấy ở đây có một lô toàn bộ các ngôn ngữ và có cả tiếng Việt nữa. Mình mong là rằng là cái tiếng Việt của cái người mà tạo ra con game này á nó có tâm, bởi vì hy vọng là vậy. Nó chơi mới, nói chung là dài dòng quá, dòng dài vào luôn không có nhiều. Tựa game này mình chỉ đọc sơ qua thì nó nói về việc là mình chạy trốn khỏi con tàu thôi. I know it's been a while since we last spoke, but something has happened at the mines I've been À, supplying. vậy cái khu vực mình đang xảy ra là No, một khu trust mỏ. me, you'll want to make time for this. You're looking for something big to keep your museum in business. Well, there's something big on that island, real big. Oh, really Old big. friends, and even my own son are still out there. If anyone can bring this thing down, it's you. It'll be the biggest À, nhiệm attraction vụ được giao phó cho you've mình ever để seen, hạ gục and nó. you can help an old friend. Yes, meet me on the docks at sunset. Đấy, cái I con hope tàu you're đấy ready đi, for mẹ a little trông nó more tởm trouble. không chứ lại. Quái vật nhỏ nhỏ gì chứ. Mẹ trông bức ảnh kìa. Con này mà vào game ấy còn to nữa, đảm bảo luôn. Yes, sir. They call him Charles. Charlie. Half crane, half gigaspider from hell. À, nửa tàu nửa Even nện. man in his Sao nó game có mấy cái has been chân here như some nhện đấy. time now and have nearly everything in order. Just a few people to meet and places to see. Simple errands, you know. Yes, sir. Welcome to Erinyrrum, the island where miners dig their own graves. Thợ Step mỏ mà up tự to đào the hố top chôn mình thế rung thì and you chết may chắc not được gì even nữa. be around here. À, ok. Yes sir. Ok, vậy là mình đã được giao nhiệm vụ là phải tiêu diệt cái con quỷ nhỏ này. Thực ra nó không nhỏ đâu, nó có 8 chân đấy. Tương tác với các vật là nhấn chuột. Ok, tắt nhật ký rồi, nhấn chuột trái. Ở trên đảo này nó cũng có một cái khu mỏ. Và những cái người mà người ta làm việc ở cái khu mỏ này ấy, thì là bị gặp rắc rối bởi con quái vật này. Rất là kinh tởm. There's a train shed at the top of the hill. Kho xe lửa trên tỉnh đồi á. Rồi One of ok. the train operators was killed early on by the beast, so his old engine should be in there. Một trong những người điều khiển tàu đã bị giết bởi con quái vật từ rất sớm. Vì vậy động cơ cũ của nó phải ở đó. Câu này. If we can get to it. It could be an indispensable tool on our journey. À, vậy là có công cụ để giết được con quái vật này. Stay close. Đứng sát vào không có bị Don't lộ be quá lâu đâu. exposed to the Mình mob. nghĩ là mình lồng tiếng Việt trong game này có khi hợp hơn đấy. Ui chạy, ui mẹ, ui rồi. Chạy nhanh thế, sao đổi kịp? Mẹ kêu stay cờ lâu mà mẹ lão lão chạy chưa kịp tham quan cái gì hết, mẹ lão bỏ mình luôn rồi. Mẹ chưa kịp tham quan cái gì hết. Bình thường em nào cũng thế, mình sẽ phải đi loanh quanh một chút để thám thính xem nó có để lại cái gì không. Mẹ chưa gì lắm, lão NPC lão mẹ chạy như là gió ấy. Mẹ kêu mồm thì kêu stay close, mẹ bỏ mình ở đây ạ. À, trăng to đấy đấy. Khen là game này không có bổ sung thêm kiểu tính năng người sói nữa nhỉ. À, đây đây rồi mẹ. Chạy thế thì mẹ. Sao cháu đổi kịp bác ơi. Shucks, Chán đời thật. Nó bị khóa mất rồi. Phá luôn. Mẹ ở đây có ai đâu, có bác cháu mình.
không có nhân chứng. Worry, we can still find a way. Rồi. Phá luôn ra. Cái lán nhỏ trên đường. Take this map. I just marked the location on it. Ờ, ok, cái đánh dấu vị trí là tốt đấy. See if the key is up there. Cháu phải mù đường lắm. Ok, ok. Tìm chìa khóa đúng không? Mở ra đây. Ui dồi. Mẹ, map chân thực vậy. Mẹ vệ tinh à? Ờ, không có... Không có kiểu la bàn định vị trên đầu à? Ờ, thế thì mình phải... Có đánh đặt vị trí đúng không? Đặt vị trí tham chiếu này. Ui dồi, cái map nó rộng thế, không biết nữa. Ui dồi, cái map rộng. Rộng vãi cả cứt. Đánh dấu rồi ấy, hình như đánh dấu rồi. Đi thôi. Em này đồ họa thì trông nó cũng thường thường thôi, nhưng mà con kia mới là sợ. Đảm bảo luôn, nhìn con kia là đá ra quần luôn. Kia sợ lắm. Ok, có chìa khóa kìa. Chìa khóa là màu vàng ạ. Đúng là đào mỏ khác, vàng lắm thế. Ngon, chìa khóa ấn Y để thu thập. Để xem cái mình lượm. Ok, một cái chìa khóa. Của ga tàu bỏ hoang. Còn nghe con Y khác không? Cabin, một cái cabin. Ồ, lão kia bảo một cái lán à. Cái này là cái lán à. Thì giống cái cabin hơn. Việt hóa rất là quan tâm. Được. Mời điểm cho đội ngũ dịch hóa. Good on you. Trời. Dĩ nhiên rồi. Ok. Cửa đâu nhỉ? Bác ơi, cái cửa. À đây. Vào đây bác ơi. Ai à, đây chính là người sẽ đồng hành cùng mình trong con công cuộc mẹ tiêu diệt con mẹ nhện tàu kia. Tàu nhện. Còn thằng Charlie. Bên kia Charlie là Phượng Hoàng lửa, thì bên này Charlie là mẹ nhện tàu. Để cháu lên trên này thám tính xem có còn gì không nhá bác. Cháu cũng không muốn bỏ lỡ gì đâu. Nhưng mà chắc nhà làm game này nó cũng lừa đến mức độ chắc cũng không thêm cái gì hết. Rồi, cháu đi xuống này, cháu đi xuống với bác này. Đi chuyển rất là thoải mái, có nhảy, được. Có nhảy là tốt. Góc dưới bên tay phải là có như kiểu là thanh nhiên liệu cho tàu với cả một thanh máu. That's what I'm talking about. Cũ nhưng tốt lắm, ừ, đúng rồi. I'm going to inspect the trains. Old but gold mà, old but gold. Kiểm tra bên ngoài tàu. Why don't you take a peek inside, see what we got to work. Bác ra ngoài kiểm tra cẩn thận nhá. Cháu là nghi có mùi đét pha lác lắm đấy. Đi thôi. Đoàn tàu bá đạo của bạn. Sử dụng nó để đi quanh đảo nhanh chóng. Một vũ khí và lá chắn chống lại kẻ địch của bạn. Điểm hồi sinh của bạn nếu có sự cố xảy ra. À. Vậy là vừa là phương tiện để di chuyển, vừa là một vũ khí, vừa là một điểm hồi sinh. À đây. Nó không có tâm à? Bắn không có tâm thế này thì làm sao mà có trình được. À mà cái con tàu to khủng bố ra mà cần gì tâm. Nhưng mà đạn thì đúng là vô hạn thật. Ơ, làm sao để thoát ra nhỉ? À, escape để thoát. Đạn thì vô hạn thật, nhưng mà cái nòng súng thì có thể là nóng. Đấy, nó cũng là một tính năng khai. À, không đồng nát. Ồ, nâng cấp bằng đồng nát. Ok. Giáp nè, sát thương, tốc độ, máu của đạn tàu. Rồi, ok. Còn gì nữa không? Sơn. Một số cái cần gạt để điều khiển tàu. Này là điều khiển tiến lên này. Này chắc phanh này. Này là số lùi à? Well, the exterior is a little rough, but everything looks to be in. Trông ổn đấy bác. Trông ổn, tàu này trông được đấy. That gun you were looking at wasn't on here when I was evacuated from the island. But it sure looks fun. Cái gì? To use. Khẩu súng anh đang nhìn thấy không có ở đây khi tôi đang sơ tán khỏi hòn đảo. Vậy là chắc là các những cái người thợ mỏ cũ người ta lắp vào à? We can light up Charles with it and take him down before Jesus coming. Đốt Charlie nào. Take this thing for a spin. I'm ready. Cần giữa khiến tàu đi chuyển về trước. Cần lùi đã bị vô hóa khi trong hướng dẫn.
cần phải dừng đoàn tàu. Đi rồi. Tu tu sừng sừng. Ơ. Ui, hết rồi. Yeah. Yeah, fuck you, Charlie. Đấy ai ạ? Mẹ mày. Quả mày này. Con chó này. Con chó này. Con chó nhẹ này. Mẹ. Ôi dồi. Ôi ba ơi. Ba ơi. Ôi dồi bác ơi. Bác máu thế. Một mình cháu ngoài là được rồi. Chết thật đấy. Mình chắc phải đến đến ga kế tiếp à? Mình phải đến ga kế tiếp à? Thế mẹ. Ông bác hướng dẫn đầu game chưa gì đã toi rồi. Dead flag biết ngay mà mẹ, cái kiểu mà đầu game mà chạy trước mình là kiểu gì thì kiểu. Cũng chết. Ấy, đừng 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 đừng. Game nằm game cả ma sát nữa cũng cũng gọi là chân thật. Đi vào đây xem có cái gì không nào. Một đống lửa này là chắc là mới nhóm đây này. Có thứ gì đó, phải có thông tin gì đó chứ. Vì tí mình thấy kia nó có ghi là có nâng cấp. Mình đoán là chắc cũng có nâng cấp. Úi dồi, chớp đánh, chớp đánh, chớp đánh. Đi tiếp không? Tí nữa mình sẽ quẹo bên trái là sẽ có một cái NPC hướng dẫn mình. Nhiệm vụ của mình là nói chung là chỉ ở đây là để tiêu diệt thôi. Chuyển đường dây về báo cho đấy sắp đến đèn ở chỗ tách. Dừng ra dừng tại dài dừng tàu. Phải dừng tàu để biết được nên di chuyển. À phải dừng tàu trước. Lỡ rồi. Thực ra thì ý định của mình cũng đi đến đây là đúng đấy, bởi vì có một cái nhà kho ở đây này, đúng không? Đây nó kiểu nhà kho nhỉ. Bản đồ mẹ không khác gì vệ tinh hết. Trông thật vãi. Đồ bóng các thứ ạ. Lần đầu tiên mình mới thấy cái bản đồ nó đầu bóng như vậy. Đi rồi. Vừa phải quay ra nhìn map, vừa phải quan sát xem con người nhện đấy nó, à con nhện tàu đấy nó có làm gì mình không. À, có người sống trên đảo. May quá anh ơi cứu em ơi, anh ơi cho em cái gì đó để em chống lại con quái vật kia với. Hello. You must be the archivist that Eugene told us. Người liên nhân viên lưu trữ à? Người viên lưu trữ là sao mà Eugene đã kể. Ủa bác Eugene mất rồi. We're happy that you came to help us out of this predicament with Charles and that madman Warren. Ý, tên điên Warren ấy. Lại còn phải thêm một phản diện nữa. You know, that old train of yours will need cần nâng cấp lớn vài chỗ nếu bạn muốn hạ gục Charlie. Sao mọi người không hợp sức lại kiểu nâng cấp một con tàu lên đi, sao cứ phải để một mình tôi tự gánh lên. There are some metal scraps in my bar. À, đấy phải thế chứ. Đúng rồi đó. Đi khóa nhà kho. Đi nối này là đến. Tính dấu lên bản đồ rồi. Ok, ngon, cảm ơn. Ồ, người dân lấy tốt bụng phết. Đây, đây, đây. Sao cửa này không mở được anh ơi? Em biết là khí không phải nhưng mà chí thì em cho em ngủ qua đêm ở đây được không? Thật lão này lão ở nhà mà lão không vào nó ngủ ạ. Nào ngủ đi, đêm rồi. Để con quái vật này tôi thử lý cho. Đó, được, ok dừng nè. À, nó có đánh dấu tàu của mình mà không lạc được. Vào kiếm scrap mẹ nâng cấp. Đi xung quanh không mẹ, tự nhiên nó lù lù đâu thì chết.
tìm thấy đồng nát. Một miếng, hai miếng, ba miếng, bốn miếng, năm miếng, sáu miếng, bảy miếng, tám miếng, chín miếng. Nhiệm vụ hoàn thành. Mặc dù Ezin đã hứa là gửi cứu viện khi anh ta đến đất liền, nhưng tôi vừa mới nhận ra rằng là anh ta chưa bao giờ đề cập đến việc liệu mình có trở lại hay không. Tôi cho rằng anh ta là loại người bỏ qua các chi tiết nhỏ trong kế hoạch. Mọi người trên đảo đang cố gắng tìm cách thoát khỏi mớ hỗn độn này, và tôi chỉ có thể hy vọng rằng là người bạn lưu trữ này của anh ta có thể tạo ra một phép màu. Không quan tâm những điều gì kỳ lạ về trước đây hay họ sử dụng phương pháp gì, miễn là cuối cùng Charlie bị tiêu diệt, hầu hết mọi người xung quanh đây đều như vậy. Nhưng sau đó có những kẻ điên muốn cứ để nó như vậy, gã Warren. Vậy là cái thằng Warren này nó là cái thằng kiểu muốn giữ cái con quái vật này ở lại. Vậy là mình phải vừa chống đối với thằng Warren này và vừa phải chống chọi với cả đoàn tàu nhện Charlie. Hiện giờ bạn đã có một số tài nguyên, bạn có thể quay lại đoàn tàu của mình để thực hiện một số nâng cấp, thao tác ở các thiết bản thiết kế cabin để mở menu. Ok. Đây đây có một mảnh giấy nữa này. Dành danh sách nhu yếu phẩm, thức ăn cho gà, thức ăn cho dê. Yeah, CD Ghost Simulator. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chà, thôi bỏ qua đi, bị ăn hết cả rồi, còn thức mà ráo chứ. Nghe sát thật đấy, nhưng mà tại sao mình lại mở miệng cười nhờ. Thích nhất là game nào mà có mấy kiểu chạy nhanh còn nhảy nhá. Nó nhanh hơn rất là nhiều luôn đấy. Chơi xong cái The Devil in Me xong cảm giác thủ túng, nhưng mà qua con game này nó cứ nhẹ nhẹ, kiểu thích làm gì làm. Rồi, nâng cấp một tí nhỉ. Sửa chữa tốn mất một cái đồng nét à, đen đấy nhỉ. Giảm tất cả sát thương của tàu nhận vào, mình cũng chả biết nâng cái gì hết á. Sửa trước đi. Rồi mình sẽ nâng một ít vào, tăng tốc độ tiến đi. Tăng tốc độ tiến, chạy cho nhanh. Rồi thêm sát thương cũng được. Rồi đi. Đến điểm tiếp theo nè. Một cái NPC nữa. Giờ đoàn tàu đã chạy ra nhanh khá là nhiều đó. Chỉ có sợ là cái con Gordon đấy, à cái con Charlie đấy tự nhiên từ đâu ra nó xuất hiện rồi à. Sao ấy? À lên lên. Ê chết chết, dừng. Ở đây có một nhà còn một người. Đi qua bên này đã. Ê đi qua bên này. Không thể bỏ lỡ một số nhiệm vụ quan trọng này được, nên toàn là những cái đồ có thể nâng cấp cho mình về sau đấy. Một mét xung quanh nhà, thêm có cái gì không? Thằng làm game nó phải làm cái gì đó mẹ, để đấy biết ngay mà. Bỏ lỡ cái là ăn kém ngay. Làm sao bỏ lỡ được, mình có cảm nhận thấy mà. Linh cảm cho rằng là luôn luôn nó sẽ rải rác ở đâu đấy. À, đây một ui xinh thế không biết nữa. Cho vào làm xinh nhưng mà chắc tiếc thật, xinh nhưng mà có vấn đề về đầu óc. Quý bà dưa chua, tôi cần dưa chua của tôi. Tôi có dưa chua nè, dưa chua của tôi không chua lắm nhưng mà nó khá là dài. My secret jar of pickles. Ok, một lọ dưa chua bí mật được cất trên một hòn đảo. À, cất trong hang. Mất chìa khóa rồi mà, dưa chua. Ồ, ngon. Ok. Just make a deal. Xem là bạn này có bao nhiêu mảnh
có một mảnh trong nhà, cũng kêu là đưa hết tất cả những gì mình có á. Đâu đây, lấy dưa chua. Nhưng mà chưa có lockpick thì làm sao mà lấy được dưa chua. Next đi, next có nhiệm vụ khác. Rất hay, rất hữu ích, nhưng mà giờ không có dụng cụ để mở khóa. Tạm thời cứ dừng dừng đi tính. Đi tiếp à? Mình đang nghĩ là mình sẽ chạy viền ngoài trước, sau đó mình chạy viền trong. Này, nhiệm vụ vũ khí ạ. Thế thôi, tạm dừng cũng được. Tí nữa cho đoàn tàu qua bên trái, qua bên tàu bên trái. Ok, hướng sang bên trái rồi. Mình qua bên nhà này xem có còn cái gì không, nhiệm vụ gì đó. Mọi người đã nhé, mọi người phải đoàn kết lại để mà chống lại con quái vật chứ. Sao mọi người lại có thể mỗi người một nơi như này được nhỉ? Ngon. Tự nhiên nó không có phone đam đúng không? Hay có nhỉ? Kiểu không trọng lực ấy. Phải để kỹ vào nha, mấy cái mảnh vàng là mình cần lắm đấy. Để nâng cấp con thuyền đấy. À, con tàu. Chống lại Charlie trước. Còn cái thằng chủ mưu kia, mẹ xử nó luôn. Mẹ để con quái vật nó nhông 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 như thế, mẹ tà phái hay giáo phái gì đây không biết. Toàn cái bọn dị hợm không. Gì đấy, sơn xám á, sơn tàu á. Cũng hay, cũng hay. Đó, bên ngay mà. Chẳng mấy chốc thì thằng kia nó bị tiêu diệt đâu mà. Cách nào để vào được không? À, có vào đường này. Ơi, có khi nhà của bà kia cũng vào được đấy. Thế mà mình không biết nhở. Lạ thật. Tôi đã cầu nguyện ai đó từ nhóm sơ tán đầu tiên gửi một chiếc thuyền khác trở lại, nhưng tôi đoán tất cả họ đều nghĩ rằng là thuyền tiếp tế của George vẫn đang sơ tán mọi người. Tất cả họ đều an toàn và ấm áp trên đất liền và cảm thấy không có nghĩa vụ phải đảm bảo những người khác cũng thoát được. À, tức là một phần người dân trên đảo này đã thoát được rồi, nhưng mà họ cũng chẳng, người ta có thể lo thân mình đâu mà. Cũng thoát thì thoát luôn thôi chứ lâu lo những người mà ở lại đâu. Tôi biết rằng việc Charlie đánh chìm con thuyền không phải là điều mà bất cứ ai ngờ đến, nhưng mà cũng thế mà thôi. Nghĩ lại thì lẽ ra lúc này tôi đã rời khỏi cái chỗ chết tiệt này được rồi. Nó thực sự khiến tôi phát bệnh. Vẫn chờ ở đây ạ. Thánh thần ơi. Ừ, tôi đến giúp mọi người đây. Shit. Ấy, ở lại cùng tôi chiến đấu. Ngay cả kẻ khi đang ngồi ở nhà chờ mưa, thiệt luôn à. Biết là vội đây nhưng mà không có thuyền nào đến đâu. I did forget my journal at home. Could you bring it to me? It's a dangerous journey for sure, but you might manage with that train of yours. Nhật ký ở đâu ra đây? The scrap metal I have. Just please bring the journal next time you're here. Ok. Nhật ký. Trả lại nhật ký này. Có bên, nếu mà vậy thì mình phải đi qua bên phải, xong qua bên trái làm luôn đi. Làm được nhiệm vụ nào hay nhiệm vụ đấy. Nhiệm vụ của mình tới đây là phải xử lý cái con tàu Charlie cơ mà. Con tàu ở đâu nhỉ? Mẹ quên đường rồi. Đang đi giữa đường mà gặp nó thì chết dở đây này. Có thể chỉnh con tàu này thành màu đen được. Đâu rồi, cái sơn đâu rồi? Đây.
Ui rồi. Mẹ trông thế này mới ra dáng như khí thì hơi nghèo nàn tí nhưng mà thôi cũng chấp nhận được. Không vấn đề gì hết. Có phải đấy. Nhưng mà màu đen thì khó nhìn nhỉ. Màu vàng thì hợp lý hơn. Nhưng ai nhận nhiệm vụ rồi thì nó sẽ đánh dấu một xám. Cũng tốt. Cũng tốt. Nó làm cho mình dễ phân biệt hơn. Từ từ. Ở đây có mấy cái thực rap này. Dỡ tất cả đồ nhu yếu phẩm là một trải nghiệm vô cùng mở mang tâm mắt. Tại cảng này chúng tôi đã luôn làm việc cả ngày. Hàng ngày chúng tôi được giao nhiệm vụ dỡ hàng từ thuyền vận chuyển nhu yếu phẩm lên đồi đến nơi đường ray, nơi Terror và SD chuyển chúng đến các khu mỏ khác nhau. Chúng tôi sẽ khai thác. Chi phí tuyệt đối của toàn bộ cơ sở hạ tầng này là một con số khổng lồ. Với tất cả những thành công mà gia đình Warren đã đạt được mảng làm ăn này, ngạc nhiên là ông ta lại chấp nhận mức rủi ro như vậy ở đây. À, vậy là Warren nó là một gia đình, một đại gia đình ấy, kiểm soát hòn đảo này bằng việc đệt có máu máu đây. Kiểm soát hòn đảo này bằng cách là kiếm tiền bằng cách di rời đồ đạc. Cái gì đấy nói chung là có gia thế. Có gia thế. Có khả năng chi phối được hòn đảo này và cho con quái vật đấy tiếp tục sống sót. Sớm muộn này con quái vật đấy cũng chết rồi. Nâng tiếp lên luôn. Ơ không được. Sửa chữa để 92 máu thì cũng cần sửa chữa lắm. Sát thương tăng thêm 3 cũng được. Tăng giáp đi. Tăng sát thương với giáp đều nhau tí. Đi. Từ từ. À, có trái rồi. Chết thật đấy.